màn đánh ghen căng nhất điện ảnh Việt. Ai đây? Thực tế. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Trên phim. Đối tác. Đối tác là phải tương tác trên giường vậy hả? Đối tác chiến lược. Ai đây anh? Đối tác lâu năm. Cứu tôi, cứu tôi trời ơi, cha tôi trời. Đừng biết đi, tôi cũng là đàn ông mà. Thực tế. Năm nay người yêu có gì á? Nhưng mà sự thật thì là người yêu em. Em thương thương. Hôm nay người yêu mất mà. Lấy đồ chị em. Này không, tình yêu của tôi. Có anh thì có bầu trời xa.